gái nữ sinh đồng thánh kia ơi. Cô đi về đâu tan buổi học rồi, cô xuôi đập đá hay về Nam Giao, cô người bên ngựa hay là Đông Ba, cô về Vĩ Già hay ngược Kim Long. Trời đẹp tư kinh. Hỡi cô gái nữ sinh đồng khánh, cô đi về đâu mà mái tóc xanh còn nhuộm ánh dương. Cô có thấy chăng dừng khói làm quyện gió là đàn, cô có bâng khuâng nhìn chiều buông sắc tim, cô có mơ màng nhìn trăng chiếu hương giang. Cô là người ở Nam Giao hay bên ngự, cô về đâu cho phép tôi đưa kẹo gió lạnh chiều về làm tái tê lòng người trinh nữ. Ngại rằng sợ gió lạnh của lòng em, lòng cô gái đang xuống nhìn nước non đượm màu khói lửa nên cảm thấy đau buồn vì tim lạnh lòng em. Anh có sử dụng sự lạnh lẽo của em chăng? Nói tôi nghe rõ lắm như tiếng chuông vàng vắng vắng dục lòng trai. Tôi nguyện sẽ điểm tô màu non nước đem thái bình sưởi ấm lòng em. Anh ra đi giết giặc cứu sơn hà, nơi bên ngự em đón chờ anh trở lại. Em rất sung sướng đi tiễn người ra biên ải, xây đắp đời trai trên bãi chiến. Để cánh chim non được núp bóng cối tùng, thân làm trai như cây tùng to lớn,
phận má hồng như vàng sắc muôn quan. Em trở về lô kim chỉ giá mai và đàn áo ngự hàng để tặng, tặng cho người trai đang lăn mình ngoài biển ải hồ đất Tây. Đồng thánh ra về mà lòng không có xuyên sao, mà lòng không thấy đạt lào một phút nhớ bơn quân với tình yêu cô đơn. Cô gái nữ sinh đồng thánh kia ơi, cô đi về đâu sao bụi học rồi, tôi mơ một bóng khi về đơn côi áo dài đang đẹp tóc còn muốn nơi gì một kỷ niệm niệm mang theo ra ngoài chiến tuyến dưới đèn trăng dệt mộng thương phùng. Anh cứ vui lên đừng để lời tương tư thắm nhòa dài áo chiến. Non sông rạng anh quy hoàng nữ sinh đồng thanh bên đang chờ anh. Chiều nay em đưa chân anh
giá lòng trai mau nuôi bước ta lên đường. Vậy em mau sửa soạn lá hành ta cho kịp lúc anh rất thân quan có người vợ trẻ biết trồng hoa sơn và nhẹ chữ yêu đương. Quê nhà một nắng mười sương em lo khuya sớm bán muôn tạo tầng ân cần lo lắng sống băng giữ trong vẹn nếu cho tròn ơn sanh hà tình. Lại sơn nhà